Địa điểm đầu tiên bọn mình muốn giới thiệu tới các bạn đó là nhà hàng gia đình BB Home Cook. Mình chọn BB Home Cook vì hệ thống nhà hàng có nhiều cơ sở, rất là thuận tiện cho việc đi lại. Máy này có kèm theo hàng nghìn công thức, anh chị có thể thoải mái lựa chọn này. Máy. Chúc anh chị có một bữa ăn ngon miệng. Hợp với người vừa lười vừa bụng như em ấy. Nem nó ram gì đó.
ra mà rất là ngon, nhưng mà vẫn phải nói không thể đến cái nước chấm linh hồn của món ăn. Cái này anh nghĩ là chắc là món là có bí quyết riêng của người đầu bếp ấy. Không cần chia sẻ với mình nhỉ. Em có biết hôm nay vì sao anh đi ăn ở đây? Vì có rất là nhiều rau đúng không? Em cũng cần rau để giảm cân. Em nhớ từng rau xanh. Em thấy cái đĩa này hợp lý này. Đĩa này vừa có tôm nhá, vừa có cả rau, đang vừa có thịt của em. Cân đúng rồi, em cần phải giảm cân. Có điều đặc biệt là rau ở đây khác với những nhà của khác. Đó là rau này là rau hữu cơ. Cái rau hữu cơ gì? Không, rau hữu cơ là rau sạch đúng không? Sau hữu cơ có nghĩa là người ta trồng theo một quy trình tiêu chuẩn đặc biệt. Nghĩa là bây giờ các loại rau sống này đúng không, mình không cần chế biến ăn, không cần phải suy nghĩ bây giờ ấy, rất phải lo lắng phải ngâm muối gì đó. Nhưng hôm nay em ăn thoải mái cho em hút hết đĩa này anh bao luôn. Công nhận là rau xanh à, biết muốn mất cho xứ hữu cơ ăn lên tâm ăn hẳn là nó mà những quán này thường ấy là không ngồi vỉa hè. Chưa ăn thật luôn. 10 điểm. Thôi đi đổi gió rồi lại. Này một món nữa cũng là sở trường của anh ấy, bò cuốn cải. Đây nhá, cái món này là phải thêm nhiều mù tạt. Thật à? Đúng. Em sẽ ăn như này nhé. Thơm ngon. Thử xem này. Chấm thì đẫm thế này nhá. Nào, bắt đầu nào. It was at this moment he knew he fucked up. Trời ơi. Tobi không cần yêu. Ai khóc nỗi đau này. Sắp vậy ạ. Anh Tuấn Anh biết không, cái món này là món cao thôi lên rất là tốt cho sức khỏe. Và anh đã từng được thưởng thức do chính tay em làm. À thế rồi, có phải cái lần em bắt anh uống cái đen hồi lùi đúng không? Đúng đây không? À? Cái món đấy, sao hôm đấy là tại là em tự làm thì nó hơi lỡ một xíu. Trời. Vì quá là thích cái máy nấu ăn thông minh tên Búp Bẽ. Thì thế là em vừa mua trước rồi, máy đấy không chỉ là nấu thức ăn thôi nhá, mà tất cả món tráng miệng đều có thể nằm trong tầm tay. Đấy. Cả thế giới, cả cái không gian bếp thu nhỏ bằng một chiếc máy tên Búp Bẽ. Đấy, tương lai của anh muốn được ăn những sản phẩm chất lượng cao đấy, em có thể đầu tư cho em luôn. Ồ, thật á? Thì mua về làm được á? Thử xem nào nhá. Ngon đúng không? Bảo mà. Được. Đấy không thấy không? Chỉ đến khoảng 4x ấy, mà x tiểu học nhá, là có thể đưa bạn gái đi trải nghiệm tuyệt khắp mọi miền trong một không gian sang trọng như này. Lưu lại ngay nhá. Tôm bỏ vào phô mai. Em nhìn tôm để tanh tách tươi sống bên này. Nói chung là nhìn được phô mai là em đã không thể nào mà tôm nấu có thể kìm lòng được đấy. Em thích ăn tôm lắm. Nhà tôm nấu rồi có thể để tôm. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy tôm bị viên cấp nổi. Ôi em không đợi nữa, em ăn ra luôn đây. Tôm béo ngậy, ăn với phô mai tuyệt vời. Những cái món ăn phô mai ấy, thì phải có một chút rượu vang này nó mới hạt nhá. Ừ, cũng đi món tôm bỏ lá phô mai. Chưa à? Nhìn thế này, cách ăn sang chảnh nhá. Trên sang chảnh mà lại nhìn dân à? Để ăn bước
chuẩn. Nước điểm chín rơi rỡ. Rất. Em thấy không? Đây nhá, vừa có rượu này, vừa có anh. Lại vừa có tôm. Vừa có anh giúp xem lãng mạn. Anh nhớ lấy giây phút này. Ngon đúng không? Những cái quán ăn của anh vừa rồi ấy, thì đã thu hút được 90% các cô gái rồi. Nhưng mà còn 10% nhá, thì để em bổ sung cho anh à, là một cái quán ăn rất là xinh xắn nhá. Đồ ăn rất là ngon, anh muốn thử không? Chắc chắn rồi, đi thôi. Đi, uống hết này đi. Lần đầu tiên anh được thấy người ta làm rang cacao và làm sô cô la tươi tại quầy trực tiếp ấy. Nhưng mà đây chưa phải là điều đặc biệt nhất đâu. Thú vị ở đây ấy là tuy là sô cô la của người ăn Việt Nam nhưng mà đã được từ New York Times công nhận là sô cô la ngon nhất thế giới. Đáng thử không? Phải anh nghĩ sao béo ở đây? Thông tin nữa nói cho biết nhá. Đầu bếp đặc bánh ở đây ấy là được xếp top 10 đầu bếp đặc bánh ngon nhất thế giới. Hoành tráng không? Không ăn hơi tí.